hiện trên những khuôn mặt chiến binh. Những chiến binh xuất sắc nhất của Bảo vệ Nhân Thọ đó chính là Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình. Một năm qua, các chiến binh của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình đã nỗ lực và trở thành top công ty xuất sắc nhất hệ thống. Và năm nay, năm 2023, với mục tiêu mới đã mở ra, các chiến binh Quảng Bình sẽ quyết tâm chinh phục mục tiêu mới. Và hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không khí đầy sắc xuân của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình trong ngày hội ra quân ngày hôm nay. Quảng Bình quyết tâm nhất lực phá số 1 bằng một đen tư vấn giờ. Niềm tự hào hiện diện trên 300 gương mặt ưu tú nhất của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình trong ngày hội ra quân 2023. Với tinh thần đồng lòng đoàn kết sáng tạo, Quảng Bình đã khép lại một năm kinh doanh 2022 đầy rực rỡ, hoàn thành mục tiêu khai thác mới 112% kế hoạch với 108 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn hệ thống, tuyển dụng 702 tư vấn viên mới xếp hạng 11 toàn hệ thống, 3.315 tư vấn viên mới hoạt động, đạt năng suất 1.9 xếp hạng 7 toàn hệ thống, 4.241 hợp đồng, đứng thứ 8 toàn quốc với 61 sao Việt đạt 102 vé. Tổng doanh thu đạt 600 tỷ đồng, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng loại A và A+. Để có được những thành tích ngoạn mục đó là sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, tư vấn viên xuất sắc và Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình trân trọng ghi nhận, tri ân, đánh giá cao trách nhiệm của những chiến binh nhiệt huyết. Trên 700 tư vấn viên mới gia nhập với tỷ lệ hoạt động đạt gần 50%, những ngôi sao mai đã đóng góp một lượng doanh thu rất lớn cho Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình cùng lực lượng trưởng ban trưởng nhóm thực hiện mục tiêu phủ rộng địa bàn, nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới. Với kết quả đạt tỷ lệ thu phí tối đa 100%, Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình trân trọng vinh danh những tư vấn viên chuyên thu, những người được ví như những con ong chăm chỉ, vượt qua mọi trở ngại để nhận được sự ghi nhận của khách hàng, đồng thời giúp tỷ lệ tái tục hợp đồng của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình ngày càng tăng cao. Bằng sự chăm sóc tận tình, phục vụ ân cần miệt mài, trong nhiều năm gắn bó, các tư vấn viên đã tái tục thành công nhiều hợp đồng mới, gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng bằng các sản phẩm mới ưu việt. Trong thành tích của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình, không thể không kể đến vai trò của các trưởng ban trưởng nhóm giúp đội quân Bảo vệ Nhân Thọ hùng hậu nhất thị trường. Với gần 45 nhóm kinh doanh, 4 ban kinh doanh, các thuyền trưởng đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ kinh doanh và tuyển dụng cho năm 2022. Vượt qua một năm đầy thách thức, biến động, dịch bệnh, cạnh tranh thị trường, các tập thể ban kinh doanh đã cùng nhau tỏa sáng. Chính sự đoàn kết đó đã đưa Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình trở thành công ty thành viên đứng thứ 8 toàn quốc về số lượng sao Việt. Với 30 sao Việt hạng vàng, 26 sao Việt hạng bạch kim và 5 sao Việt hạng kim cương, những ngôi sao Việt đã nỗ lực ngày đêm để xuất sắc ghi tên vào bảng vàng sao Việt Bảo vệ Nhân Thọ. Đặc biệt, trong rất nhiều ngôi sao xuất sắc trên bầu trời của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình, thì trong năm đã có 3 ngôi sao sáng mang về doanh thu cao nhất cho công ty, đóng góp vào sự phát triển thành công của Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình trong năm 2022. Trong đó, Á quân 2 Nguyễn Thị Hương đạt danh hiệu sao Việt hạng kim cương với doanh thu khai thác mới đạt 1,6 tỷ đồng.
Á quân 1 tư vấn viên Phạm Thị Xuân đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Quán quân khai thác mới tiếp tục vinh danh trưởng nhóm Ánh Dương Hồ Thanh Hải với 3 vé sao Việt hạng kim cương. Dù phải nằm viện 2 tháng nhưng chị vẫn giữ vững phong độ, xứng danh là bà hoàng doanh số, nữ thần khai thác, sứ giả áo xanh xuất sắc nhất hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ với số lượng hợp đồng khai thác mới trong năm đạt 184 hợp đồng và doanh thu khai thác mới đạt 3,4 tỷ đồng. Mặc dù đóng quân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, địa bàn khai thác còn nhiều trở ngại, nhưng những thành tích của các chiến binh Bảo vệ Nhân Thọ Quảng Bình thêm một lần nữa khẳng định chỉ cần có quyết tâm, có cố gắng, thành công sẽ gọi tên tất cả các tư vấn viên trên toàn hệ thống. Tôi bây giờ rất là tự hào và không diễn tả được. Vì năm nào tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà đạt được cái giải này. Vì trong tôi rất là tâm huyết với Bảo Việt Nhân Thọ, luôn lạc quan và tìm hướng đi đúng đắn. Cho dù những cái thời điểm khó khăn nhưng mà tôi vẫn vượt lên chính mình và vượt lên tất cả. Còn dự định của 2023 này, ngay từ đầu năm là chúng tôi cũng đã có những cái bước đi đúng hướng và đúng đắn. Tôi cũng quyết tâm là Ánh Dương vẫn là giữ nhóm số 1. Và nếu được nữa thì tôi có thể phát triển lên ban. Còn và trong nhóm thì phát triển thêm và ít nhất là thêm 2 sao Việt nữa. Tôi rất là cảm thấy tự hào và rất hạnh phúc khi mình là trở thành một giáo viên của tiểu học, nhưng mà đồng thời mình cũng là một tư vấn viên xuất sắc và đạt quán quân của tư vấn viên khai thác mới năm 2022. Và bản thân tôi cảm thấy rất là yêu nghề, đam mê và nhiệt huyết. Và để có được thành quả như ngày hôm nay thì tôi đã luôn đặt ra cho mình một cái mục tiêu kiên trì hành động và thường xuyên mở hội nghị nhóm nhỏ để khai thác khách hàng tiềm năng. Và ngày hôm nay để có được thành quả như vậy thì tôi rất là cảm ơn công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã tạo điều kiện cho tôi có thêm một cái nghề tay trái với một thu nhập rất là cao và đã giúp cho tôi nâng cao được chất lượng cuộc sống của gia đình mình ạ. Tôi có một thông điệp muốn gửi tới đồng nghiệp của mình, đó là hãy luôn là đam mê, nhiệt huyết, kiên trì, hành động thì sẽ tạo ra kết quả. Và đừng bao giờ nản chí và lùi bước, chùn bước. Và khi chùn bước thì hãy nhớ lại những giây phút ngày đầu mình bắt đầu thành công. Ngọn lửa thiêng từ đền thờ Bác Hồ đã có mặt tại ngày hội ra quân của Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình, thắp lên ngọn lửa trái tim trong mỗi tư vấn viên, thổi bùng tinh thần chiến binh để cùng Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình bước vào năm kinh doanh 2023. Năm kinh doanh mà ngay tháng đầu tiên, tháng 1 năm 2023, Quảng Bình đã hoàn thành sớm kế hoạch. Đây là động lực tạo đà để Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình quyết tâm chinh phục mục tiêu 111 tỷ khai thác mới, 666 tư vấn viên mới. Những hồi chống xuất quân từ người thuyền trưởng Nguyễn Viết Dũng, Phó Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh, Giám đốc Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã vang lên, thể hiện quyết tâm đồng lòng và hứa hẹn nhiều thành công trong năm 2023. Chúc Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình năm kinh doanh mới đại phát. Chúc các trưởng ban, trưởng nhóm tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động khai thác và tạo thêm nhiều chiến công cho bản thân, cho đội nhóm. Cùng Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình tiếp tục nối dài thành tích, hoàn thành sớm mục tiêu kinh doanh. Năm 2022 thực sự là một năm đại thành công của Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình chúng tôi. Trong cái điều kiện tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cán đích doanh thu khai thác mới đạt 108 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch tổng công ty giao. Và trong không khí mới của năm 2023, chúng tôi quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tổng doanh thu khai thác mới đạt 600 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 111 tỷ đồng. Tôi xin gửi đến các chiến binh của Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình với cái thông điệp vững tâm bền chí, đồng lòng vươn xa. Ở trong ban nhóm tôi thì là các nhóm luôn luôn là phải là doanh thu đạt kế hoạch của công ty giao và là đạt xuất sắc, để là mình phải đạt sao Việt, tất cả các trường nhóm đều đạt sao Việt. Mà hầu như trong nhóm tôi, năm nhóm thì tất 4 nhóm là được đạt sao Việt và 3 nhóm là đạt doanh thu khai thác, còn một nhóm là một trường nhóm là đạt doanh thu là tuyển dụng. Rất là hạnh phúc khi được quán quân và trưởng nhóm là cấp quản lý xuất sắc nhất năm 2022. Thì với cái tinh thần năm 2023 là mình hết sức nỗ lực và mạnh mẽ hơn nữa chinh phục những cái đỉnh cao lớn. Và mình sẽ có một cái đội ngũ của mình, mình làm cho cái đội ngũ của mình nóng lên và mình sẽ tuyển thêm nhiều cái ứng viên vào của năm 2023 để mình làm một cái đội của nhóm của mình là phát triển mạnh hơn nữa.